Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, câu 9 đến câu 15. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông. Khi họ đang trên đường đi về quê, họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Theo các nhà chú giải, sách Tin mừng Marco kết thúc ở chương 16, câu 8 với việc các phụ nữ sợ hãi, chạy trốn không dám nói gì với các môn đệ. Sách này cũng không nói đến việc Đức Giêsu phục sinh hiện ra gặp các ông. Kết thúc khác thường này của Marco làm chúng ta ngày nay chưng hửng. Cả các Kitô hữu thế kỷ thứ hai cũng bị ngỡ ngàng, vì vào thời đó họ đã có trong tay các sách tin mừng khác. Các sách này đều kể chuyện các phụ nữ đã đi gặp các môn đệ. Chuyện Đức Giêsu phục sinh hiện ra gặp các bà trước tiên, rồi sau đó Ngài đã hiện ra với các môn đệ và sai các ông đi loan báo tin mừng. Để giải quyết khó khăn do phần kết của sách tin mừng Marco đặt ra, một tác giả được ơn linh hứng đã viết thêm phần phụ lục dựa trên các sách tin mừng khác và sách công vụ tông đồ. Năm 1546, phần này đã được công đồng Trento nhìn nhận là lời Chúa. Bài tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến thái độ không tin của các môn đệ. Đức Giêsu phục sinh hiện ra trước tiên cho bà Maria Magdala. Bà đi báo tin thầy sống lại cho những môn đệ đang buồn bã khóc lóc, nhưng họ không tin. Lần thứ hai, Đức Giêsu tỏ mình cho hai môn đệ khi họ trên đường về quê. Khi hai ông này báo tin cho những môn đệ khác, thì họ cũng không tin. Lần thứ ba, Đức Giêsu đích thân tỏ mình cho nhóm 11. Ngài khiển trách họ về tội không tin những kẻ đã thấy Ngài phục sinh. Xem ra tin thầy Giêsu phục sinh không phải là chuyện dễ, ngay cả đối với các môn đệ. Dù họ đã được nghe thầy báo trước nhiều lần khi còn sống bên thầy, dù có những người trong nhóm làm chứng mình đã thấy thầy sống lại, ở lại trong nỗi thất vọng, buồn phiền thì dễ hơn sống lạc quan vui tươi. Các môn đệ không ra khỏi được nỗi đau do cái chết của thầy. Có những nỗi đau làm con người khép kín và khoanh tay bất động. Nhưng Đức Giêsu phục sinh vẫn không bỏ rơi các học trò cứng cỏi của mình. Ngài kiên trì chinh phục họ bằng cách đến với họ và dùng bữa.
Ngài đưa họ ra khỏi thế giới nhỏ bé của họ và giao cho họ một sứ mạng lớn lao. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Tin Đức Giêsu phục sinh cũng không dễ đối với chúng ta hôm nay. Nếu thực sự tin vào sự phục sinh ở đời sau, chắc chúng ta sẽ sống khác, thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn, quảng đại hơn, vui tươi hơn. Nhiều khi chúng ta vẫn loan báo tin mừng với vẻ mặt buồn bã, vẫn nói về đời sau mà lòng còn quá nặng với vinh hoa đời này. Chỉ mong chúng ta được thực sự phục sinh như Thầy Giêsu để làm tròn sứ mạng Thầy trao phó. Lạy Chúa phục sinh, vì Chúa đã phục sinh nên con thấy mình chẳng còn gì phải sợ. Vì Chúa đã phục sinh nên con được tự do bay cao, không bị nỗi sợ hãi của phận người chi phối, sợ thất bại, sợ khổ đau, sợ nhục nhã và cái chết lúc tuổi đời dang dở. Vì Chúa đã phục sinh nên con hiểu cái liều của người Kitô hữu là cái liều chín chắn và có cơ sở. Cái liều của những nữ tu phục vụ ở trại phong, cái liều của cha Côn Bê chết thay cho người khác, cái liều của bậc cha ông đã hiến mình vì đạo. Sự phục sinh của Chúa là một lời mời gọi, mang một sức thu hút mãnh liệt, khiến con đổi cái nhìn về cuộc đời, nhìn tất cả từ trên cao, để nhận ra giá trị thực sự của từng thụ tạo. Sự phục sinh của Chúa giúp con dám sống tận tình hơn với Chúa và với mọi người. Và con hiểu mình chẳng mất gì, nhưng lại được tất cả. Amen.